Nè 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 cô tài. Đâu? Chụp. Đó nè. Ờ. Hai cục luôn đó. À chiếc bò. Quá con chụp thật rồi, bây giờ mình lại. Cái gì đang ăn? Đúng rồi. Bỏ vô bỏ bịch. Bánh cái lỗ bự ra mới nút vô được chứ. Bánh vụng vụng ra. Bánh vụng vụng, bánh vụng vụng ra. cái bà kia bán thịt heo ở chợ là có cái sạp á. Thì mấy bà bán thịt heo nó ngồi chùm hổm lên nè. Mà bà đó nó ngồi sau quần với gách đái đi. Cái ông người ta ông già ông chống gậy cho ngang ông kêu. Ông nhìn thấy bà bán thịt mặc quần gách đái mới kêu. Ê da, ngộ à, bị da, à, dắt cái quần da. Cái bà kia nói. Thì thịt heo thì phải có da chứ. Ngồi lại à. Cái quần coi nghe lẹ bị dắt á. Nó được cái lòng dắt à. Ông bà kêu bà hỏi một ký da hả? Bà hỏi ông này mua một ký da hả? Bà kia hỏi ngay. Thịt heo là phải có da chú ơi. Má bực quá cầm cái gậy. Chọt như tao nói mày cái này nè. Đâu rồi, đâu rồi? Đậu xanh mới thấy nó má. Nè nè. Thấy không đại? Thấy không? Trời ơi, cậu bảy, chào cậu bảy. Nó bay được cái giò con luôn á. Thấy một con. Bao đâu? Bỏ túi. Bao đâu? Chào chào nhắc xuống đít nữa. Nó té cái đầu thiệt. Hồi nãy chưa kịp bắt ếch đã dấp dỗng té sắp mặt rồi. Nó làm cái ốc như tới mít dụng vậy đó. Nó quá nhậu. Móc cái cây giữa ra gọi rồi bảy. Cây giữa hết điên rồi. Cây giữa nó chá thì lừ rồi. Muốn là anh ơi. Thôi. Mày buổi năm coi buổi. Dạ, 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 dạ. Có mồi à? Có mồi rồi, lát anh còn đâu nổi thôi. Rồi. Trời ơi, nó ngồi đó mà không thấy mấy cha. Sao toàn là nó thấy không rồi, anh em không thấy. Ừ. Không ra đường ngon mắt. Qua mắt gì té, cái nãy giờ gói lội tiền định bây giờ. Đây con nè, trời ơi, con chào má luôn mấy cha ơi. Má chuyển tới luôn rồi. Chuyển tới luôn rồi. Cha ơi cha. Chuyển dẫn. Dạ con này bắt nó chơi. Để cho cả nhà coi đấy. Thì nó mình nó dốc lại. Ồ cái đùi nữa. Coi coi coi. Bỏ vô. Xuyến như này về bà hai bà quýnh chạy sao nổi. Bụng ra tôi nói. Cô Tài xỉn quá ăn câu nha mọi người. Ủa xỉn. Tối về trả bài không được. Bà bỏ nữa giờ. Giống tôi nữa giờ. Giống tôi vậy. Về chuyển nó có thấy đường đâu, cứ chặt cái ruột bỏ luôn. Ủa hai ba con luôn, trời một bầy luôn. Rồi vô lùm hết luôn. Trời nãy hết trơn mà. Chặt cái ruột. Rồi cô bảy, quá trời cô bảy ơi. Đây một con nè. Cái lá, cái lá. Cái bự thôi. Rồi, nó ngọt nó đẹp nó. Gấp. Trời ốc. Trời ơi, cha. Con ốc mà, ốc sên cha ơi. Tới trên giờ không được. Ê, à, một con à, hai con. Ê ê, ủa nó nhảy vô. Trời ơi, nó nhảy vô bò hết con này á. Quá bà đông lộ luôn. Trời nhái mà bay ra nổi nhảy. Theo thấy, ê, hai ba con luôn kìa. Theo theo quẩy. Trời ơi, cha ơi cha. Nhảy cái này mấy cha không chụp được chị. Nè. Lâu nữa thì chụp. Đây một con nè, nè để ngồi chụp cho. Trời ơi trời nè. Đúng không? Dính sông dính. Nè. Trời ơi, hai ông thần nước này xịn tới nái rồi. Rồi ra ngoài luôn rồi. Thành cái bao gì kì vậy, nhảy luôn rồi. Đây nè. Nè. Cái đang bị nè. Chụp đi. Ủa. Cha ơi, cha con nhái gì mà không có gì cha. Ôi trời. Nó giống như con cỏ mà ơi nè. Nè, đầu nó như con cỏ. Rồi ô, nó nhảy ra. Ôi trời ơi. Nhiều quá, tao không biết phương hướng nào bắt luôn á. Quá vậy. Như phim á. Nè, lên bờ luôn, xuống ngủ luôn kìa. Nè, có tay. Con nè. Những cái đá nè. Một cái đá nè. Thấy không, gai không hả? Thấy không? Trời ơi, chào nè, vậy đó cha. Trời ơi, là trời. Tao có thấy nhái đâu trời. Trời ơi, đang biết nữa trời. Ông nội. Con nhái nằm thừ lừ đây nè, ông nội ơi. Nó chảy ngoài mẹ rồi. Đây. Rồi chảy ngoài luôn rồi. Ba con một lượt. Đồng ơi. Hốt được ba con một lượt luôn. Hay lắm. Bỏ vô.
Coi làm bị chở không à. Ê, giống lắm. Nó bay ra hết con rồi. Trời ơi, trời phải nó bao kỳ vậy? Nó ai biết nó nhát vô, bay ra túng tay đâu luôn à. Thôi thôi, con thần men đại hiệp này. Xin em đừng đi em à. Đi luôn rồi. Trời nhảy kêu rồi. Trời ơi. Thì con nể cậu với cậu Tài luôn á. Không mà được nể. Ê nè, ê nè. Cậu ấy. Cậu thấy nó không? Thấy nó ngồi không? Hùi gầm này cũng mất hay đó. Đó, nằm xuống rồi. Trời ơi, sao nhái bên đây nó nhát chưa cậu ấy? Tài thì... Sao nó nhát giống con bồ con chứ chị? Chúng không, chúng không? Không, chắc quấn nè. Đủ, sao đi đầu thai nữa? Để làm gì cũng được á. Rụt. Ừ, cứ vợ bỏ phải rồi. Trời ơi, trời. Đây ra. Nè. Đâu? Thấy chưa? Ừ, thấy rồi. Chụp đi, con cầm được tay đâu, cầm. Có thấy, có thấy, có thấy, có thấy, có thấy. Nè, nè, có thấy. Nè, có thấy. À, hai con, hai con. Nè, con quẩy, quẩy, con này im nè. Trời ơi, trời. Đây, đây, dính rồi. Mày chụp kín rồi. Còn lại với ông nội luôn. Móc hồi lòi cuộc luôn đi. Đâu rồi? Đây, dính rồi, dính rồi. Đây một con này bỏ đi. Đó, trước mặt cậu đó cậu bảy. Trời ơi, trời, hai cha ơi là hai cha, nó nhảy hết rồi. Ôi, nó nhảy mới nhảy. Đây nè, hai con nè, hai con nè. Sao mà nóng dưới ta? Bắt con nhái mà lại bắt con bò, nhìn cái ghê quá. Nó làm cái bịch. Làm vậy là nó lòi mèo còn gì. Đây nè, nhảy nè, đây nè. Nhảy nó nhát quá cậu bảy ơi. Đây nè. Ông nội này thì chứ. Đó, nó ngay trên cậu bạn nhảy mẹ xuống lưng ơi. Trời ơi, trời, chỉ lùm hết rồi. Nhảy nhát quá. Nè. Đây nè, con này nè, cố thủ con này nè. Đâu? Chụp đi. Đúng rồi. Bỏ vô bỏ bịch. Bánh cái lỗ bự ra mới nút vô được chứ. Bánh vụn vụn ra. Bánh vụn vụn, bánh vụn vụn ra. Bánh chứ đó là chật vụt phải rồi. Đây nè, 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 con Tài. Chụp. Đó nè. Đó. Hai cục luôn đó. À, chút bò. Đó, con chụp thật rồi, dùm cái lại. Cái gì được ăn. Đó, phải chặt cái vụt, phải chặt cái vụt. Bánh vụn vụn ra. Dạ. Nó bành hết luôn á. Nó mày á. Cõi, 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 cõi. Trời ơi, đâu ơi. Đây nè con bảy. Nó ngồi cục đất kìa, thấy không? Đó, về núp xuống nữa. Ô, con chạy. Con này chụp phần dưới ta. Con chụp được, hả? Chụp giỏi nè, tí nữa mày canh nghe bà rút bòi cùng chụp luôn hả? Chụp giỏi nè, tí nữa mày canh nghe bà rút bòi cùng chụp luôn hả? Chính thằng kia cho mày đó. Bánh dưỡng thủng nha. Rồi vô. Hôm nay mình kiếm được chảo khô rồi. Có cái câu chuyện mà động da á, muốn nghe không? Nghe, nghe. Cái bà kia bán thịt heo ở chợ là có cái sạp á. Rồi mấy bà bán thịt heo nó ngồi chùm hổm lên nè. Mà bà đó nó ngồi sau quần mới rách đái đi. Cái ông người ta ổng già, ổng chống gậy cho nghe không kêu. Ông nhìn thấy bà bán thịt mặc quần rách đái mới kêu. Ê da, ngộ á, bị á, rách cái quần da. Cái bà kia nói thì thịt heo thì phải có da chứ. Ngồi lại á. Cái quần coi nghe lẹ bị dách á. Nó được cái lòng dách à. Ông bà kêu bà hỏi một ký da hả? Bà hỏi ông này mua một ký da hả? Bà kia hỏi ngay thịt heo là phải có da chú ơi. Má bực quá cầm cái gậy trọt vô. Tao nói mày cái này nè. Trời lâu chị. Đi mất tiêu hết. Kể thôi nha, mất tiêu hết. Mất tiêu hết rồi. Nhái ơi mau về đây, về bên bếp phòng, tay cầm tay. Ngày mai tao chơi cà là kẻ luôn à. Sao lắng á, cũng có hai ba thằng. Nhái ơi mau về đây.
mới nhắc. Quay một con nè. Thấy không? Quay đầu rồi. Chuyển chạy á. Chu đích đừng có địch mặt tao nha mày. Bánh rộng rộng nghe nha. Bánh rộng rộng nha. Coi cái bao có lủng không nội? Cũng không biết nữa. Đó, bao lủng lát vậy không còn. Ồ, cái bao này không được rồi, về phải bỏ bao khác, bao này nó xé được á. Đúng rồi. Không, mình bắt thì thôi. Có là mình về qua bao khác liền à. Có về là bỏ cái bao khác là tối mình mới ngủ mình ôm mình giữ á, để người ta lấy mất à, mai không có nhậu anh hai à. Đúng. Quý vậy hả? Mất lấy gì nhậu? Đi đường này nè, đi đâu đó? Đi đầu thai gì đi bên đó vậy? Bên kia quá trời nhái luôn, bắt không được vậy. Đó, nó nhảy hết trơn á, mình đi động nó nhảy á. Ý là hồi nãy hai con chó nó giỡn mình, sợ là nó động nhái nhảy mình bắt không được, đuổi về rồi đó. Ai giờ em anh đi cùng động còn hơn hai con chó nữa. Nhảy hết trơn, bắt được mấy con. Đuổi hai con về rồi. Là nghĩ mình đi im mình bắt được. Ai giờ em anh xỉn rượu đi đụng động hơn hai con chó nữa. Đây một con đang núp rồi quậy. Sao toàn lần nãy thấy không ta? Thấy không? Đó, núp rồi thấy không? Đây, đây thấy con đang nhảy nè. Đấy. Này nhái núp chỗ nào cũng nhìn thấy hết trời. Đúng rồi, hành tinh rồi. Gái tắm mà không khéo có kẻ hở nó cũng thấy à. Ừ, nhắc cái chân cậu coi 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 tay đi. Hù không à? Nó hù không rồi ơi. Đó, bình thường mưa hay có rắn. Chết đi. Mưa này thì mấy con rắn ổ hành ra chứ có rắn nào ra. Mấy ổ hành thì đâu có độc đâu. Mấy con đó thì lại ngon nữa. Đi đâu? Tiểu. Lịch sự ta nó đi tiểu đồng hoàng ha. Đi tiểu giờ xỉn sai rồi, ta ngồi xuống đừng có đứng té. Ngồi xuống. Tôi cần quay phim đâu cô tài. Bao năm qua cứ sống ngây ngô, nắng mưa cuộc đời giờ chỉ có em kề bên. Bỏ đi. Bài này không được rồi, thôi đi về. Giờ đi về, bài này không xong rồi. Dạ, hát bài khác. Ông bà em đâu có khó thêm nhiều mấy đâu. Cứ làm đúng. Đâu là ai cho quà là mê đàn bà là chết hết trơn. Mê đàn bà là chết hết trơn. Anh trốn trong thùng phỉ, em kim nào đâu có thấy. Cái gì hồi nãy mới hát cái câu gì mà mê đàn bà chết hết trơn? Đầu năm là ai trao quà là mê đàn bà là chết hết trơn. Anh trốn trong thùng phí, em kiếm rào đâu có thấy. Tao nghe không được rồi, về mình mà ăn cơm được rồi. Đã hay vậy mà còn chưa được nữa. Ui, chưa? Nhá. Đâu? Đó là dù mà hát đó, nó mê, nó ngóng đầu lên nó nghe mà. Đâu, đưa cho con xem nha. Dù con này to đó. Chứ nghe được hay nghe cái lên hai dòm coi nè. Dù cũng mê sảy. Để anh hai dòm kỹ coi được hai cái. Được. Được không? Nhìn sao biết được hay rồi. Được kìa. Sao biết? Giò nó to. Sao? Được là giò to hả? Ừ, cái giò to. Thấy thường thường người đàn ông mà cái giò là không bằng phụ nữ nha. Phụ nữ giò bự hơn nha. Thấy con cá lóc được không? Lúc nào nó cũng to hơn cá lóc cái. Trời, nó được nó ấm nhôm. Ê, cha ơi cha, không biết thôi đừng nói cha ơi cha. Con cá lóc đực là nhỏ cá lóc cái trời. Con gì cũng vậy, đực lúc nào cũng nhỏ con cái, con ếch cũng vậy, ếch đực nhỏ, ếch cái bự, con người cũng vậy. Cái đùi của con vợ nó bị lớn vậy nè. Đùi chồng teo héo vậy nè. Lúc nào cũng vậy. Phải không? Anh nhớ mà mày như con cá lóc đực to hơn mà. Đó nữa hay vậy. Nếu cái gì con cái đó là nó cũng lúc nào nó cũng mập hơn được hết, nó bự hơn. Tại vì nó hút đàn ông mình con đực cũng vậy, lúc nào là nó cũng xả ra cái chất bổ ra bao nhiêu con cái nó nuốt hết trơn rồi nó không mập sao được. Chính thằng kia cũng bị hút như vậy đó. Đó là thằng thứ bữa nay hút biết ấm nhôm vậy nè. Hai thằng không hút nhôm nè thấy chưa. Rồi nó nhảy ra chạy rồi, trời ơi nhảy ra. Ôi nhảy ra. Được không? Con này là con cái nó chắc nè, nó bự hơn nè. Không. Nhìn cái đùi nó bự hơn nè.
Ôi, con nó hết rồi. Nhìn cái cạc háng đó. Nhìn cái cạc háng đó. Nhìn cạc háng à. Có gì hết rồi. Không biết được cái luôn. Sợ đấy. Mày à mày. Chạy đâu cho nó. Dính đó rồi, thầy Bảy ơi. Nó nè. Thấy ta. Con bắt hay lắm, con phải như cậu bắt đâu, giật cái dục. Bắt gái rồi hay không, sao bắt gái được. Bánh gọng ra đi coi. Bánh gọng gọng ra. Bánh gọng gọng ra. Ừ. Đâu? Ừ. Chắc này đủ hai anh em mình nhậu thôi, đừng có ai nhậu nữa. Trời ơi, nhảy lưng tưng kìa. Ta chắc cũng được tầm 3 lạng ha mọi người. Ba bốn lạng. Thì ngày mai thường cậu cháu thường gồm sẽ đem cái số nhái này làm một cái món gì đó đặc biệt một chút xíu, lại sẽ có một cái câu chuyện hài bảy cô đơn sẽ kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Rồi, mai okay. Mọi người đón xem nha. Còn bây giờ thì chúc cả mọi người cũng ngon. Chào mọi người. Bye mọi người. Bye.